người dân thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa quyên góp được một số tiền đủ để mua 2,6 tấn gạo và 200 thùng mì gói để giúp đỡ cho những đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Đặc biệt, thôn Đông Yên cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa môi trường do Formosa xả thải. Nhưng khi biết tin những huyện khác thuộc Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ngập nặng, một phần do nhà máy thủy điện xả lũ, họ đã cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Khi nhóm bạn trẻ thuộc một tổ chức xã hội dân sự độc lập đang cho hàng lên xe, thì vẫn còn một số hộ dân tiếp tục mang những bao gạo đến để gửi gắm cho người dân vùng lũ, mặc dù thảm họa Formosa vẫn còn để lại di chứng nặng nề ở nơi này. Thân gặp ít nhiều như đó thì cũng nhớ xe của các chú đưa đến tận tay cho những ba con ở vùng sâu vùng xa đang bị thiệt hại hơn tụi con nhiều. Thì con chân thành cảm ơn cho những con chứ cũng không biết chỗ mà không có cái phương tiện gì để mà đi là cứu trợ mà đưa tận tay cho ba con được, thì có đây thì ba con cùng là gửi gắm tất cả mọi thứ cho các chú cùng. Giáo sĩ Đông Yên chúng con ở cái lực cái anh Hà Tĩnh đấy cũng bị cái thảm họa môi trường Formosa, nhưng mà dư ông cha này lá rách đúng là rách, và lá rách thì lá lành đúng là rách hơn, mà lá rách hơn thì đúng là rách hơn nữa, cho nên chúng con cũng quyết lòng nhiều gửi đến cho những cái vùng bị thiên tai bão lụt. Ai biết rằng là một chút quà nhỏ thôi, nhưng mà chia sẻ với nhau trong vấn đề đức tin, trong vấn đề là con người với con người, nên thì chúng con cùng xin gửi đến cho các vị là vùng sâu vùng xa. Thì trong cuộc đông như thế thì cũng nhờ là các chú trên tay trên xe thì xin như các chú chuyển đến cho cái vùng sâu vùng xa đó biết là cuộc đông như, cho nên là rất cảm ơn các chú trước hết, và cùng xin phép là gửi đến cho các cái chú vùng sâu vùng xa biết rằng một giọt nước thôi không đáng kể giữa biển đông, thì nhưng mà chúng con cũng tha thức được gì, chúng con có những gì lớn hơn như thế này nữa, chúng con vẫn là rất vui lòng. Thế nhưng mà khả năng của chó khả năng là giúp được cả thầy, thì nếu mà có dịp khác nữa thì có gì khó khăn nữa thì cứ về chúng con sẽ chia sẻ với, chẳng phải dịp này mà kết thúc, nhưng mà dịp khác nữa có gì khó khăn hơn nữa thì chúng con biết được. Thì ở trên yêu cầu thì chúng con vẫn sẵn sàng chia sẻ với, biết ra một giọt nữa thôi. Thế nhưng mà có khi giọt được thứ hai nữa thì cũng tốt thôi. Rất cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Người dân Việt Nam từ ngàn xưa có truyền thống lá lành đùm lá rách, còn nói vui như lão ngư Lê Xuân Thế là lá rách đùm lá nát. Hơn 6 tháng sau thảm họa Formosa, người dân Đông Yên vẫn phải chạy ăn từng bữa. Thế mới biết, chuyến hàng mà các bạn trẻ đưa đến vùng lũ ngày hôm nay là đáng quý biết nhường nào. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Tĩnh, Việt Nam.